Xin cho khói trầm thơm kết thành mấy năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật. Vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ. Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định huệ quay về trong tỉnh thức. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Chúng con cung kính nghe rằng nơi cõi trời Xuất Đà Thiện Huệ Bồ Tát thời tốt cởi thần tượng giáng phó trần gian, tại cung vô tình phàm ma gia phu nhân cảm mộng lành, mang thánh thai quang lâm phàm thế. Vui mừng thay hoa đàm đã nở, sông núi hoan ca thiên long trỗi nhạc, các trời rải hoa chín rồng tấm Phật tại ta bà, bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ. Màu nhiệm thay linh tích để báo trước nguyện độ sanh, hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ. Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, đệ tử chúng con cung kính quỳ trước đài vàng chí thành, nấp trong ánh sáng
chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng lại mừng từ phụ kim thân. Ca dương công đức bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tùng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất. Chí tâm đảnh lễ A Tỳ ngục tốt mới phát lòng lành. Nhiều kiếp tu hành nhân viên quả mạng Bồ chí tâm đảnh lễ một đời Bồ Xứ hiện ở xuất đà, hóa độ ta bà sanh thân trần thế. Bồ chí tâm đảnh lễ từ đâu xuất xuống ưng mộng ma gia, cởi voi sao ngà vào trong thai mẹ. Bồ chí tâm đảnh lễ dưới cây vô ưu đàm sanh thị hiện, chín rồng phun nước bảy bước xưng tôn. Chí tâm đảnh lễ hiện
làm chán vô thường. Bốn cửa vào chơi chán đời già chết. Bồn à sư chí tâm đảnh lễ nửa đêm vượt thành xuất gia tầm đạo. Tóc xanh cắt bỏ núi tuyết tu hành. Chí tâm đảnh lễ dưới cây bồ đề hàng phục ma quân. Thấy sao mai sáng Phật đạo viên thành. Bồn sư chí tâm đảnh lễ 49 năm độ sanh thuyết pháp. Ba thừa dạy đủ quả mạng nhân phiên. Bổn sư Thích Ca chí tâm đảnh lễ dưới cây ta la thị hiện niết bàn. Để lại xa lời phước khắp trần gian. Bồn sư Phật. Chí tâm đảnh lễ hiện tòa đạo tràng ta bà giáo chủ.
loại ba cõi đạo sư. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tề âm nay gặp ngày khánh đảng một già vui mừng cuối đầu mà phương tâm mà thế điều như lai cùng thánh hiền tâm chúng bởi thiếu nhân lành thảy đều xa đoạn tham sân chấp ngã quên hẳn tình ái si mê tù trong lục đạo trăm giây phiền não nghiệp báo không cùng nay không nghe nở sanh linh thiếu phước nặng kiếp luân hồi đêm dài tâm ma tối nước tuệ rạng soi nguyện cứu muôn loài pháp dùng phương tiện ta bà thể hiện thích chúng thọ sanh thân ma gia mộng ứng điểm lành vô tình phản phước sanh
mê lầm giác ngộ tự tánh lo toan đau khổ an vui do tâm quyết định gắng sức tô bồi nhân tốt chờ ngày thành tựu quả lành chúng con rồi sẽ thành Phật. Đức Phật là Phật đã thành, lại nguyện đạo pháp huy hoàng chúng tăng thanh tịnh trời yên bể lặng gió thuận mưa hòa nhà nhà lạc nghiệp an cư xứ xứ thái bình thành trì tín đồ Phật tử phước thọ hướng ninh pháp giới chúng sinh đều thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật đạo.